tắm cái này không được, lấy tá này à, 1.019.000 này đơn hàng này, cái này gửi cho ai? Hả? 1.019.000 này không bao giờ, cái này là gửi cho các cháu mới ấm thôi. Nuôi ông tay áo. Lấy đầy đồ. Nuôi rồi lấy đầy hết trơn. Lấy như một cái nhà gì đó. Còn dẫn cả chai vào đây ngủ. Tá này. Nè lấy đồ đồ mới không nè. Đồ mới mà đồ quân đã cho. Mặc bao giờ đã hết, cần lại quần áo. Sữa đầy rồi vẫn xin nữa nhé. Hết rồi nhưng mà sữa đầy vẫn lấy. Bây giờ sữa mình là sữa cũng nguy hợp không á. Còn cái gì nữa, gáp gì nữa. Cái gì đầy đây. Cái bình này là bình nhỏ như bình. Nè sữa này, hồng này lấy hồng trồng rồng nè. Không, cái sữa này là ai lấy cho nó nè. Chắc con ấy lấy rồi. Ai lấy, nè cháu nè, cháu cho bé bé nè. Bữa gọi hay cho nó, mà tụi cho nó. Ủa em hỏi em đâu thấy lấy dao đâu, lấy khó gì đó. Con lấy cho nó. Con nào? Con gọi lên xin nhà, lấy tá này. Con lấy hả? Cái gì cũng vậy. Con nhỏ đầu lao vậy. Hả? Không có nào cũng bình thì mình lấy, nào lấy xin chứ lấy. Mình đâu phải là chủ đâu, lấy tùm lum thì không có được. Người ta ra ngoài.